Chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio nhá. Thì tiếp tục cái video. Thì sau một thời gian rất lâu rồi và được các bác hỏi rất là nhiều. Thì hôm nay những lọ keo dưỡng cân hoa tiếp tục về các bác nhá. Số lượng là về số lượng khá là nhiều. Đây tiếp tục là dòng keo dưỡng cân hoa và đây là loại đậm đặc của bên em. Để nhắc lại nhá. Dòng keo dưỡng cân hoa để dưỡng vào những dòng hoa phun được các bác. Mà loa nào sử dụng sau một thời gian một vài năm bắt đầu cân hoa nó xuống cấp. Nó sẽ bị khô gân. Đấy thì đây là một loại dưỡng gân cực kỳ hiệu quả các bác. Đấy, sẽ làm giúp làm mềm gân. Đấy. Và đây là dòng loa keo là rất đậm đặc. Trên thị trường nó khá nhiều loại keo dưỡng cân hoa như đây bên em là một loại rất đậm đặc nhá. Được chưa? Một lọ này bác có sử dụng khoảng tầm 5-7 đôi loa 40 thoải mái, 30 có phải chục đôi thoải mái luôn. Con này bác chỉ cần bôi một lần hoặc đến hai lần là cùng, không cần phải bôi nhiều đâu. Được chưa? Và em nói luôn là giá vẫn là 180.000 một lọ này, sẽ tặng cho bác một cái chổi sơn. Để bác phải bác quyết và tí sẽ hướng dẫn cách bôi nha. 180.000 một lọ này, tất cả bác nào mua chỉ cần nhắn tin họ, tên, địa chỉ, cụ thể qua số điện thoại ở trên đấy nhá. Tất cả bác nào mua keo dưỡng cân hoa chỉ cần nhắn tin họ, tên, địa chỉ, cụ thể thôi. Cứ nhắn tin họ, tên, địa chỉ, cụ thể này sẽ nhân viên chốt đơn cho bác nhá. 180.000 một lọ, chỉ có 180.000 thôi. Thực sự em bán cho bác là cái giá. 180.000 và tặng cho bác một cái chổi sơn như này để về bác quyết. 180.000 một lọ, tất cả bác nào mua chỉ cần nhắn tin cho em họ, tên, địa chỉ, cụ thể qua số điện thoại em ghi vào đầu bài. Ok chưa? Đấy, nó keo dưỡng cân hoa đậm đặc đây, 180.000 một lọ này. Đấy, 180.000. Thực sự là giá cực kỳ rẻ để các bác. Con này nếu mà phun 30 có thể quét được 5-10 đôi thoải mái luôn. Đấy, 180.000 một lọ. Em bao ship luôn, 180.000 bao ship tặng một chổi sơn này để bác quyết. Và tất cả các bác mua chỉ cần nhắn tin họ tên địa chỉ cụ thể thôi. Cứ nhắn họ tên địa chỉ cụ thể là sẽ có nhân viên chốt đơn cho các bác. Đây, sẽ hướng qua cách bôi nhá. Đây thì đối với dòng loa phun đây, đây là dòng loa cân tẩm dầu nhá. Đây bác mở này, dòng keo này rất đậm đặc nhá. Đây mình chỉ lấy ít thôi. Đấy, chỉ có 180.000 thôi, được chưa? Nó rất là đậm này, đặc này, bác nhìn chưa? Keo này keo rất chất lượng, bác bôi này, bôi đâu đến này, được chưa? Cứ quét đều này. Con này thì cái cân loa nó của em đang mới, em chỉ vừa qua với thôi. Đây này, quét đây này. Bắt đầu nó sẽ mềm và nó sẽ cái độ dầu nó rất là nhiều, nên là các bác yên tâm là cái lúc nào cái gân nó sẽ rất ẩm. Đấy, gân nó rất là ẩm và rất là an toàn cho các bác. Bác sử dụng cứ khoảng tầm cứ 5-6 tháng bỏ ra quét một lần nhá. Thì các bác cứ sử dụng 10 năm cái gân loa bác không giờ hỏng được. Đấy chỉ 180.000 một lọ đây. Nó rất là đẹp. Vì thực sự cái dòng gân loa này, cái keo này em lấy nó các bác là cái keo đậm đặc để bác sử dụng. Đấy, bác quyết là sao nó cứ đều tay như này là rất ok. Chỉ 180.000 một lọ nha, em nhắc lại 180.000 một lọ. Tất cả bác nào mua cần nhắn tin họ tên để chủ thẻ thôi nha. Tất cả bác nào mua chỉ cần nhắn tin họ tên để chủ thẻ qua số điện thoại trên, em sẽ nhân viên chốt đơn cho các bác, được chưa? Rồi và chào thẻ quá nhá, hẹn tiếp theo nha.